từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, thực hiện kết luận số 79 của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Tập thể Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh thành phố Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Vĩnh Long. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đảng bộ các tỉnh, thành phố trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào các văn kiện của các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu, đánh giá, nhận định chủ yếu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy, về nội dung và phương thức lãnh đạo, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với phương án nhân sự của cấp ủy, cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử. Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân đạt 7,6% một năm. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 12,17%. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phố Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Thái Bình đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua. Căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban bộ ngành trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến ngày 5 tháng 9, Bộ Chính trị đã làm việc với 37 trên 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, quán triệt, thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ 3, đợt 2 đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung